Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 5 tháng 9 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Vào tuần trước, tại vùng biển ngoài khơi Bình Đông, phát hiện 3 người Đài Loan dùng thuyền cao su chuyên chở 19 người Việt Nam vượt biên định nhập cảnh trái phép vào Đài Loan. Ngoài ra, cuối tuần trước vào ngày 2 tháng 9, tại khu Xin Choang, thành phố Tân Bắc, cũng bắt được 7 lao động di trú người Việt mất liên lạc và cư trú quá hạn. Trong đó, người cư trú quá hạn lâu nhất là 3 năm 7 tháng. Những lao động di trú nhảy từ ban công phía sau xuống mái hiên bị cảnh sát phát hiện và ra lệnh không được cử động, nhưng nhóm người trên vẫn cố tìm đường thoát thân. Cảnh sát đuổi theo truy bắt, một vài người núp trên mái che phía trên cao và không chịu xuống. Sau cùng, do đã cùng đường nên đồng ý phối hợp với cảnh sát, một cặp đôi còn quyến luyến ôm nhau từ biệt. Nhóm người trên là lao động di trú Việt Nam, trong đó có cả lao động bỏ trốn và cư trú quá hạn, trước đây vốn làm việc trên khắp Đài Loan, sau đó cùng thuê nhà về ở chung tại khu Xin Choang Tân Bắc. Ngày 2 tháng 9, khi đang tuần tra ở khu vực sân thi đấu Điền Kinh tại Xin Choang, cảnh sát đã bắt được 2 lao động bỏ trốn, sau đó tăng cường lực lượng truy quét. Nhóm người trốn bên trong nhà không dám mở cửa và định chạy trốn từ ban công phía sau. Nhóm 7 lao động cư trú quá hạn và mất liên lạc bị bắt trên, trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, đa số đều từng làm việc ở nhà máy gang thép, số còn lại làm công việc thuộc ngành kỹ thuật và thông tin. Người có thời gian cư trú quá hạn lâu nhất là 3 năm 7 tháng, sau khi bị bắt sẽ bị trục xuất về nước. Ngoài ra cũng phát hiện nhóm người nhân lúc có bão tìm cách vượt biên vào Đài Loan. Hôm 29 tháng 8 tại vùng biển ngoài khơi Bình Đông, lực lượng tuần tra biển phát hiện 3 người Đài Loan điều khiển thuyền cao su chở theo 19 người Việt Nam với ý đồ nhập cảnh trái phép vào Đài Loan. Hiện đã chuyển giao xử lý theo luật di dân, còn 3 người Đài Loan thì bị bắt giam và cấm tiếp xúc với bên ngoài. Mặc dù cơn bão Hải Khuế đã rời khỏi Đài Loan, Cục Khí tượng hôm nay cũng đã lần lượt gỡ bỏ cảnh báo trên đất liền và trên biển đối với cơn bão này. Tuy nhiên, đảo Kim Môn vào ngày hôm qua do chịu ảnh hưởng bởi vùng quét qua của cơn bão đã xuất hiện tình trạng ngập lụt ở các khu vực trũng thấp. Hiện tại, cơn bão Hải Khuế đang tiến về phía Trung Quốc với vận tốc 14 km/h. Vào sáng sớm ngày hôm nay, vòng quét của cơn bão đã rời khỏi khu vực Kim Môn. Do đó, vào sáng sớm, Cục Khí tượng đã gỡ bỏ cảnh báo bão trên đất liền đối với Kim Môn và vào 8 giờ 30 phút sáng cũng đã gỡ bỏ cảnh báo bão trên biển. Đội Niu Sơn Chảo nổi lên bệnh trên mặt nước do ảnh hưởng từ bão Hải Khuế, cộng thêm đảo Kim Môn vốn có địa hình trũng thấp, nên ngày 4 tháng 9 hầu như toàn bộ đều đã bị ngập nước. Khu vực miếu ở cảng Hâu Phong thị trấn Trinh Trận nước ngập cao đến đầu gối. Người dân đành đứng nhìn nước tràn vào mà không làm gì được. Nước bùn không ngừng chảy ra từ nắp cống, cả con đường ngập thành sông, một số cây xanh ven đường bị gió quật bật gốc. Trong khoảng thời gian bão Hải Khuế càng quét, tại Kim Môn có khoảng 1.032 hộ bị mất điện, nhân viên điện lực đã mau chóng sửa chữa khắc phục. Hiện Kim Môn đã thoát khỏi ảnh hưởng của bão, người dân địa phương có thể bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Ngoài ra, theo Cục Khí tượng cho biết, chiều nay sẽ hình thành cơn bão số 13 mang tên Duyên Giang, dự báo sẽ không ảnh hưởng đến Đài Loan. Sáng nay, Tổng thống Thanh Văn đã dẫn đầu phái đoàn đại biểu lên đường tới Eswatini, quốc gia bang giao của Đài Loan tại châu Phi, để triển khai chuyến thăm trong 4 ngày. Hiện tại, đây là quốc gia được Trung Quốc coi là mảnh ghép cuối cùng tại châu Phi. Trong những năm gần đây, Trung Quốc ra sức vận dụng mọi thủ đoạn về ngoại giao và kinh tế để lôi kéo Eswatini. Vào ngày 5 tháng 9, Tổng thống Thanh Văn đã dẫn đầu phái đoàn đại biểu Đài Loan sang thăm Eswatini. Tổng thống cho biết chuyến thăm lần này là để cùng chúc mừng 55 năm tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước. Tuy nhiên, Eswatini là quốc gia duy nhất tại châu Phi có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Chính vì vậy, được Trung Quốc coi là mảnh ghép cuối cùng tại châu Phi, nên trong những năm gần đây đã bị Trung Quốc ra sức lôi kéo, đồng thời cũng là để gây sức ép bằng các thủ đoạn ngoại giao và kinh tế. Vào tháng 5 năm nay, công ty Thủy điện Trung Quốc cũng trúng thầu dự án xây dựng đập nước của Eswatini, với ý đồ gây ảnh hưởng đến nội bộ quốc gia này. Mặc dù tình hình hữu nghị giữa Đài Loan và Eswatini rất sâu rộng, nhưng vẫn phải đối mặt với thử thách ngày càng lớn hơn trước sự cám dỗ từ phía Trung Quốc. Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là dịp lễ quan trọng đối với người Việt, vừa là lễ xá tội vong nhân, vừa là lễ Vu Lan báo hiếu theo quan niệm của Phật giáo. Ngày 3 tháng 9,
Chùa Kim Cang, Đạo Tràng Phổ Bi đã tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2023 với sự tham dự của gần 20 vị tôn đức tăng ni và hơn 200 Phật tử Việt Nam tại Đài Loan. Đây là dịp để những người con xa xứ bày tỏ lòng hiếu kính, biết ơn các bậc sinh thành và cũng mang ý nghĩa kết nối cộng đồng. Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi bài hát Mẹ Tôi vang lên. Hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 9, Chùa Kim Cang Đạo Tràng Phổ Bi đã tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2023 tại Đài Bắc. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Thích Thiện Thuận, cùng với hơn 20 vị tôn đức tăng ni và hơn 200 Phật tử đến từ khắp nơi như Đài Bắc, Tân Bắc, Đạo Viên, Nam Đầu cùng về tham dự. Trải qua hàng nghìn năm, Vu Lan đã vượt khỏi khuôn khổ tôn giáo, trở thành một lễ hội mang tính nhân văn, in sâu trong đời sống tinh thần của mọi người Việt. Mùa Vu Lan là thời điểm nhắc nhớ nhiều hơn về lòng hiếu thảo và lòng biết ơn đối với đấng sinh thành. Và đây cũng là lúc mà những người con khát khao mong được cận kề để đền đáp ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà họ phải ngậm ngùi xa cha xa mẹ, sinh sống nơi xứ lạ quê người. Do đó, đại lễ Vu Lan trên đất Đài lại càng mang ý nghĩa nhiều hơn. Người Việt ở tại xứ Đài này thật sự có những bùi ngùi cảm xúc. Ai cũng có gia đình, ai cũng có người thân và ai cũng có mẹ cha. Không nơi nào ấm áp bằng gia đình, không nơi nào ngập tràn yêu thương bằng cha mẹ của mình. Lễ Vu Lan thì mỗi năm đều, mỗi nơi đều có tổ chức, nhưng mà thật sự khi mà có một lễ Vu Lan của người Việt tại Đài Loan này thật sự là một niềm vô cùng là hạnh phúc. Đạo tràng Phổ Bi được thành lập bởi các tôn đức tăng ni là quý thầy cô du học sinh tu học tại Đài Loan, nhằm thiết lập một không gian môi trường tu học và sinh hoạt cho Phật tử Việt Nam tại Đài Loan. Đạo tràng ban đầu được đặt tại Tân Bắc, sau hơn 10 năm hoạt động, hiện đã dời về chùa Kim Cang, trên một ngọn đồi nằm phía sau khách sạn Doãn Sanh nổi tiếng của Đài Bắc, thu hút hàng trăm Phật tử tìm về tu tập. Nếu có thời gian rảnh thì cố gắng đến chùa, dù chùa ở bất cứ nơi đâu cũng được, ở gần cái chỗ của mình nhất. Thì mình đến đó để mình sinh hoạt, đến đó để mình quay về với tự tâm, quay về với con đường tâm linh của chính mình. Hiện có khá nhiều những ngôi chùa và đạo tràng của Phật giáo Việt Nam được thành lập trên khắp đất nước Đài Loan, nhằm tạo điều kiện cho những người con của Phật tìm về và gác lại sự bề bộn của cuộc sống nơi xứ người để tìm được sự bình an trong tâm hồn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị cùng đón xem lễ hội Gondola ở Venice, Ý.